thưa quý khán giả, theo nội dung quyết định số 5 ngày 4 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030, 100% người nghèo sẽ được tiếp cận dịch vụ tài chính của ngân hàng này. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính do ngân hàng chính sách xã hội cung cấp. Bên cạnh đó, chiến lược cũng đề ra mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, hàng năm, ngân sách địa phương quỹ thác nguồn vốn để cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác dây chiếm khoảng 15-20% đến trăm tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của ngân hàng chính sách xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội.